Quay clip hai bé tình cảm với nhau, dần tình tưởng đâu thanh mai trúc mã cho đến khi xem cái kết. Wait a minute. Theo đó, người mẹ đã quay lại đoạn clip ngắn vu vơ nhằm ghi lại khoảnh khắc bình thường của cậu con trai mình khi ngày đầu đi học. Ban đầu lúc mới xem, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi vì trông các cháu rất tình cảm và mến thương bằng những cử chỉ đút bánh cho nhau ăn. Thậm chí nhiều người còn trêu rằng đây là cặp thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, khi xem đến khúc sau với những động tác của cậu bé, dân tình mới ngã ngửa vì giao diện này trông nó lạ lắm. Cụ thể, thay vì ra dáng của một chàng trai thực thụ, cậu bé lại tỏ ra khá ổng ẹo với đôi bàn tay ẻo lả. Những động tác hết sức nữ tính khiến bất kỳ ai xem được đều không khỏi ngạc nhiên mà để lại bình luận kiểu: tổ đã thêm em vào giỏ hàng. Dạo quanh một vòng trang cá nhân của người mẹ, cộng đồng mạng còn nhìn thấy nhiều video khác ghi lại cảnh cậu bé này có những động tác tương tự, làm họ thêm phần bán tín bán nghi. Một số bình luận đáng chú ý khác mà dân tình đã để lại kiểu: mới xem tưởng đâu nhỏ yêu sớm, ai dè là chị em. Rất thanh mai trúc mã cho đến khi biết được cái kết hú hồn luôn. Tưởng đâu ngôn tình, ai ngờ là tình chị em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.